Xin mời chào tất cả các anh em. Thì theo nhu cầu của rất nhiều anh em và rất nhiều anh em thắc mắc là không biết là cái nội thất của những con nọc xì DBX231S, cái bản mới nhất này mà bên em phân phối tới anh em, nó sẽ có nội thất như thế nào và bên trong hình thức nó sẽ như thế nào. Rất nhiều anh em muốn biết, thì hôm nay em sẽ làm một cái video để chia sẻ tới anh em về cái nội thất này. Thì cũng có rất nhiều các bác bán những sản phẩm này nhưng mà hầu như là không mở nội thất ra để cho các bác có thể xem, có thể biết được về cái nội thất của những con lọc DBX231S này. Thì đối với những bản 231S này, nó là bản mới nhất, nó sẽ là mặt màu trắng. Và điều quan trọng hơn là nó cũng đã có công tắc nguồn anh em nhé. Nó đã có công tắc nguồn để cho anh em có thể bật tắt. Đối với những bản cũ thì nó sẽ không có công tắc nguồn. Và những bản lọc của DBX231S này, nó là bản mới nhất, thì có rất nhiều những cái em có đã giới thiệu với anh em rồi. Nó sẽ có cái tem này, tất cả đây là made in China hết anh em nhé. Tất cả nó là hàng China hết thôi. Anh em có thể nhìn thấy made in China. Đấy, made in China hết cho anh em có thể thấy. Tất cả thì bây giờ hầu như đến 99% nó sản xuất và lắp ráp tại China rồi. Đây là không có hàng Mỹ, hàng Nhật đâu anh em nhé. Nói rõ cho anh em như vậy. Đấy, thì những bản lọc 231S này thì nó cũng có rất nhiều các phiên bản. Ví dụ như nó có những bản nguồn xung, nguồn xuyến tròn và nguồn biến áp. Đấy, nó có rất nhiều. Nhưng đối với những bản này thì nó là bên em phân phối thì trước có bản nguồn biến áp là nguồn vuông đấy ạ. Thì nó sẽ chất lượng nó là bình dân nhất. Còn cao cấp nhất của những dòng lọc này thì đó là những sản phẩm chạy lọc nguồn xuyến này anh em nhé. Nó sẽ cho ra độ nhiễu, độ ù xì của bộ giàn nó rất là thấp anh em nhé. Giảm thấp nhất độ ù xì cho bộ giàn. Đấy là đối với sử dụng những cái dòng nguồn xuyến này. Thì đây là bản cao cấp nhất của dòng DBX231 đến 231S anh em nhé. Lưu ý với anh em, cao cấp nhất của dòng lọc DBX231 đến 231S. Thì em cũng có mở nội thất ở bên trong để cho anh em nhìn thấy và để anh em đánh giá. Thì nội thất của những dòng lọc này thì nó tương đối là giống nhau và không có gì khác nhau cả. Nó rất là đơn giản nhưng độ hiệu quả và chất lượng của nó trong bộ giàn thì cực kỳ cao. Đây là cái nguồn vào, nguồn xuyến anh em nhé. Và nó sẽ xuất ra các cái đầu ra, input và output. Con này nó có hỗ trợ cả jack 6 ly và jack Canon để anh em có thể sử dụng. Thì sẽ tặng đầy đủ dây jack cho anh em để anh em có thể kết nối. Tất cả thì anh em có thể nhìn thấy đây, linh kiện của nó thì đều có chỉ số, đều có ký hiệu hết. Nên là anh em yên tâm, tụ đúng chỉ số luôn anh em nhé. 35V và 10U này. Đấy, đầy đủ hết, các tụ, các trở đến các chân này nó đều có các cái ký hiệu hết anh em nhé. Đầy đủ hết ký hiệu, hàng chuẩn, hàng đắt thì nó đầy đủ, nó không thiếu gì. Nếu như những hàng rẻ hơn thì nó sẽ cắt bớt các cái phương tiện để người ta làm, nó sẽ giảm bớt các chi phí. Đây là mặt đằng sau anh em nhé, đây là cái bo đằng sau để bo cắm đầu vào và đầu ra. Và cái bo đằng trước này thì nó cũng rất là đơn giản như anh em nhìn thấy. Nó chỉ gồm một cái tấm mặt này nó sẽ ốp vào. Và trên này thì nó rất nhiều các con IC, các con trở xử lý anh em nhé. Con IC, con tụ, con trở xử lý này. Em thì nhìn thấy em mặt đằng trước của nó. Đây là cái mới nhất. Nên anh em thì nhìn thấy rất là bóng bẩy và rất là đẹp đúng không ạ? Đến các đường keo anh em thì nhìn thấy, keo bắn các chiếc áp này nó cũng cực kỳ là đầy đặn và cũng cực kỳ là chất lượng. Chứ không như làm nhảm như một số dòng anh em nhé. Những dòng kém chất lượng hơn thì nó sẽ bắn nhoe nhét chứ không phải là được đẹp và được đầy đặn như này. Anh em có thể nhìn thấy, đây là những cái bên trong của nó. Và lưu ý với anh em, bản mới thì nó sẽ cho ra độ nhạy của các cần gạt này nó sẽ cao hơn. Độ nhạy của các cần gạt này cao hơn này. Nó sẽ khít hơn và nó sẽ ngon hơn anh em nhé. Những dòng lọc thì em bán rất nhiều, không thiếu nhé. Ngày nào em có lại 1 đến 2 thì có ngày đến 5 con lọc lên được. Nhưng ngày hôm nay em có này. Đây có bác Đặng Đình Quảng, bác ở Bắc Giang có số điện thoại này. Còn bác tiếp theo là bác Lương Phạm này. Bác ở Linh Bình này, bác lấy 231S này. 231S này, màu trắng 1.4 triệu bao ship anh em nhé. Đấy. Đầy đủ hết cho anh em. Ngày nay đã có 2 con lên đường rồi chứ không phải ít. Ngày nào em bán đều đặn cho anh em. Và đối với những dòng lọc này thì nó rất là bền bỉ và hầu như là không có lỗi. Bán 100 con hầu như đến 99,9 con không có lỗi luôn anh em nhé. Thì anh em có thể thấy được xác suất và độ tốt, độ bền của nó như thế nào. Thì những sản phẩm này nếu như nó có lỗi thì bên em cũng thay thế cho anh em. Đây là một cái bo mạch hàng mới anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy đây là keo bắn chưa có anh em nhé.
Anh em nhìn thấy đây, đây là keo bắn chưa có đâu anh em nhé. Đấy, thì đây là những cái bo mạch mà bên nhà sản xuất họ, bên công ty họ có gửi về cho em nếu như có lỗi. Bên em hầu như không sửa chữa anh em nhé. Nói rõ cho anh em luôn, hầu như lỗi là hầu như không sửa chữa. Nhưng những cái bo mạch này, bo các fader này thì bên nhà sản xuất họ cũng gửi về cho em nó từ rất lâu rồi. Anh em có thể nhìn thấy em để ngoài, để ngoài nó độ bụi bặm của nó anh em nhé. Bụi bặm nó bám vào các cái fader này, anh em nhìn thấy này. Đấy, đấy, bụi bặm nó bám vào các fader này thì anh em có thể biết được là nó đã từ rất lâu rồi. Mà rất lâu rồi thì những sản phẩm lọc này thì nó đã không phải bảo hành rồi. Thì anh em có thể biết được chất lượng của nó như thế nào. Đấy, đây là các fader, các cần gạt của nó. Anh em thể nhìn thấy nó đã cũ đi quá nhiều rồi đúng không ạ? Đấy, bên công ty họ gửi về cho em cũng rất nhiều. Đấy, nhưng mà em không phải thay. Đúng là một bò này anh em nhìn thấy từ rất lâu rồi nhưng em hầu như không thay, không sửa chữa. Thì anh em biết là chất lượng của những dòng lọc này nó được ổn định và nó được bền như thế nào rồi đấy. Thì anh em thể nhìn thấy đấy, bên trong này các fader này đều có các cái lớp bên ngoài để nó chắn bụi vào trong fader. Và bên trong các fader này nó đều có dầu. Nó sẽ có những cái lớp dầu khi anh em gạt lên thì nó sẽ được trơn tru. Chứ những hàng kém chất lượng thì lớp dầu nó sẽ rất ít. Và sau một thời gian sử dụng thì các cần gạt này, anh em gạt lên gạt xuống thì nó hay bị lượt xẹt. Đúng không? Hay bị lượt xẹt các cần gạt này. Anh em chỉ cần kéo lên nó xẹt 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 đúng không ạ? Giảm xuống nó cũng xẹt. Nhưng đối với những cái dòng lọc bên em bán thì hầu như không xảy ra những chuyện đó. Các fader này nó sẽ có dầu và nó sẽ rất trơn tru. Và bụi nó sẽ rất khó để vào bên trong các fader này để nó làm bụi và là gây ra tiếng lẹt xẹt của con lọc xì này. Đấy, thì hôm nay em cũng làm một cái video để phân tích cho anh em thấy và cho anh em có thể biết được cái nội thất của những dòng lọc xì bên em bán để giới thiệu tới anh em. Những nơi khác, những đơn vị khác thì thường thì họ sẽ giấu giếm những nội thất của những dòng lọc, họ sẽ không mở ra. Nhưng bên em sẽ công khai cho anh em. Tại vì sao công khai? Bởi vì anh em có thể biết được em bán hầu như không có lỗi nên em không sợ vấn đề gì cả. Mà ngày nào em bán được những chiếc lọc DBX231S này lên đường cho anh em. Đấy, DBX231S này lên đường rất nhiều anh em nhé, không phải là ít. Đấy, giá thì cực kỳ tốt cho anh em rồi, 1.400.000 bao ship và tặng một đôi Canon cho anh em để anh em kết nối xuống thiết bị bên dưới. Anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất với các video bên em. Lưu ý với anh em xin nhắc lại, lọc này của bên em bản cao cấp nhất của những dòng lọc DBX 231 đến 231S anh em nhé. Và tất cả made in China, chạy nguồn xuyến tròn, độ nhiễu, độ ù xì trong bộ dàn thấp nhất để anh em có thể biết. Rồi chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.